Sau thời gian lọc ảo, của giờ chiều nay, các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chấm nhất đến 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường đại học cao đẳng phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả sẽ tuyển được một. Sau đây là phần tổng hợp điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Huế. Cụ thể, hai ngành luật và luật kinh tế trường đại học luật có cùng mức điểm chuẩn là 21 điểm. Cả ngành thuộc trường đại học ngoại ngữ có điểm chuẩn từ 15 đến 27,1 điểm. Trường đại học kinh tế có mức điểm chuẩn cả ngành từ 17 đến 23 điểm. Mức điểm chuẩn cả ngành của trường đại học nông lâm từ 15 đến 17,5 điểm. Trong khi đó, sáu ngành của trường đại học nghệ thuật có mức điểm chuẩn từ 18,5 đến 21 điểm. Cả ngành của trường đại học sư phạm có mức điểm chuẩn từ 15 đến 28,05 điểm, có ngành cao hơn mức điểm chuẩn của năm 2023 2 điểm. Tại trường đại học khoa học, mức điểm chuẩn cả ngành từ 15 đến 18 điểm. Trường đại học y dược có mức điểm chuẩn cao hơn, trong đó ngành y khoa là 26,3 điểm, thấp nhất là ngành y tế công cộng 15 điểm. Ngành giáo dục thể chất thuộc khoa giáo dục thể chất có mức điểm 27,1 điểm, trong khi đó cả ngành tài trường du lịch có mức điểm 17 đến 27,1 điểm. Cả ngành tài khoa kỹ thuật và công nghệ có mức điểm từ 15,75 đến 18,2 điểm. Khoa quốc tế có 3 ngành với mức điểm từ 17 đến 23 điểm. Riêng phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có mức điểm các ngăn từ 15 điểm. Đại học Huế lưu ý các thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2024.